Các bạn đã đến bản tin 24 giờ của tôi. Sau đây phần tin: hai người cầm dao xông vào ngân hàng giáp ngày Tết. Trưa nay, hai thanh niên bịt mặt cầm dao xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank trên thành phố Đại Nghĩa, Hà Nội. Khi nhân viên hô hoang cướp, họ bỏ chạy. Trưa mùng 3 tháng 2, hàng chục cảnh sát đã có mặt tại địa phòng giao dịch số 6 Hoàng Mai ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank trên thành phố Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội và điều tra nghi án cướp tài sản. Người dân cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút, hai thanh niên đi xe máy quay trở, không kiểm soát địa bàn phố và giao dịch. Lúc này ngân hàng đã nghỉ trưa. Bất ngờ hai thanh niên bị mặt, mang theo vật giống đùi cui điệt vào, xông vào bên trong. Theo một người nữ bán hàng gần hiện trường, sau ít phút, chị nghe nhân viên phòng giao dịch hô hoảng cướp. Một số người đã đuổi theo hai thanh niên, nhưng không dám áp sát vì họ đã cầm hung khí. Đại diện phòng cảnh sát cho biết, đã huy động lực lượng phối hợp các chức năng điều tra vụ việc. Cảnh sát đã đem băng ghi hình phòng giao dịch và khai thác thông tin từ những liên quan đến để điều tra. Cảm ơn các bạn đã đến phần tin vừa rồi và hẹn những phần tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.